Được không? Quả chắc còn nhiều nhỉ. Lạ nhỉ, cái này toàn hay sập trượt thế nhỉ. Thấy có lông lá gì đâu. Thì cho lại này, bay lại. Cái này sập này. Chả được. Ui nhỉ. Hay nhỉ. Ô, quả còn rụng đầy này. Quả đến bên cạnh nó ăn thế này mà. Nó sập cũng được này. Mày nhọ rồi. Xem cái bên này. Quả nó vẫn còn ăn ghê lắm này. Mà kìa bẫy thêm này. Ừ. Bẫy nhiều đi thăm cho sướng. Tưởng có quả này đủ anh em sử dụng rồi này. Vẫn không ăn thua. Quả vẫn nhiều. Này, cái lối này nó đi này. Vào ăn mãi toàn đạc cái lối này thôi. Chỗ kia nó đi chỗ lá này đầy vết luôn này. Rào trên dưới này. Đầy vết của nó luôn. Cái chân nó dính bùn. Nào nó chả xuống dưới chứ. Này rào vẫn chưa kỹ nhỉ. Ừ. Kín rồi. Xem thử cái bẫy dưới này xem. Sọp rồi. Sọp à? Buồn nhỉ. Ôi. Hôm nay chị khó ăn máu trắng. Điều. Xiên sọ. Kỳ công đấy nhỉ. luôn nắng thì đắp xuống. Tí làm dây đèo nữa là đèo được vui thoải mái này. Đây anh em đã làm xong rồi. Đoạn dưới này, chỗ này buộc một dây này, bên này cũng buộc một dây. Làm sau đoạn này là phải buộc 2 dây, chỗ này một dây này, chỗ này một dây. Mình giữ được thì anh em đi gùi nó không bị trượt. Còn đây là 2 dây to này là để làm dây gùi. Tại bên này nứa nó không có nứa, cái loại nứa dẻo anh em kiếm mãi mới được. Đàn chả đàn được to, nó cũng chỉ tầm này thôi mọi người. Thì anh em sẽ làm cái sàn để phơi quả chuối hột. Còn làm xong thì anh em sẽ đi lấy chuối để làm sàn. Anh em lấy lại để chặt để phơi khô. Loại này thì nó là về để ngâm rượu không nhỉ? Tôi lại dọn sau không nhỉ? Thì nên có lại dọn. Chắc đủ rồi chứ? Đủ rồi. Anh em chặt cây nứa chủ yếu cũng cần chặt cái loại có quả này mọi người. Bởi vì không chặt là nó cũng khô chết. Nhưng mấy cây đoạn này là nó khô nó chết hết rồi. Loại nào mà nó không ra quả, mùa này nó đang mọc măng thì anh em lại không chặt nữa. Còn trên loại nó ra quả, không chặt nó cũng chết rồi. Đến lúc nào nó lại mọc lại thế, cái quả này nó sẽ lên. Sau khu này nó ra nhiều kín luôn đấy, vì quả rõ nhiều luôn. Này phải tháng 5 là riêng. đo lại cái máu này là được mà. Đến đầu làm theo máu này, vừa tầm máu này vừa đấy. Cái này là vẫn vừa đấy. Vừa máu này 7 cây nhỉ. Rồi. Rồi, này mình được lâu. Lấy cả măng nữa, trời nắng lấy măng phơi đẹp. Măng này được măng. Được. Cu. Nó ngày rình rình tí mưa luôn thôi nhỉ. Rình rình. Mùa này mưa thất thường đấy. Rất nắng, nó đang nắng điệp. Vừa nãy mình đàn đây còn đang nắng cái chứ. Mưa to vẫn đàn được. Rảnh được. John. Quá chắc chắn. Ôi, kiểu chân dưới kia là vẫn bị thấp kìa. Chân kia nâng nâng lên một tí. Thấp hơn chân này. Đấy, tí nữa. Rồi, đẹp rồi. Đấy là anh em đã làm cái sàn xong rồi. Lấy sản phẩm về, em lấy sản phẩm về để phơi. Cái này là thoáng, nắng nó đến phơi dễ khô lắm. Thảm nhìn này rõ chắc, không thể đổ được. Cái này cả lấy trong lán này, lúc con buộc cái gì buộc thì dọn hết cái này, rửa sạch đi phơi thoải mái. Này lúc nứa mà không ít nhỉ. Nhiều tí nữa anh em sẽ đan được cái dáng kia to mà. Đây toàn là cái mông máu mà nó ở cái đoạn mà đàn nó gãy rồi anh em mới bỏ, không thì đàn nó to thì được. Nếu đoạn này là khó làm, mắt đấy nữa. Làm nó gãy ngay. Đi nhỉ? Đây nhìn lên vẫn thấy cái sàn của anh em. Dây ngắn không? Vừa ấy nhỉ? Người nhằm đi lấy quả chuối mọi người. Chỗ này có cây quả chìa vôi này, nó ăn hết luôn. Quả to nhỉ, quả này ấy nhỉ? Hết rồi, không có nào. Thế nhỉ, còn muốn quả này không nó dụng nhiều thì đặt bay dưới được ấy. Quả rõ to mà. Quả này ăn ngọt lắm. Sọc nó ăn mật. Búi này rõ chín rồi, biết có đây không? Đang chín này. Là dụng hết rồi. Dụng hết rồi. Chín hết rồi. Đang chín. Tiếc nhỉ. Chín quá nhỉ. Chuột sọc ăn hết rồi, còn được mỗi một nải này. Ui đây này. Đấy, dụng dưới kìa. Đây, 5 quả nào. Quả dưới dụng kia mà ngon kìa. Đây, được cả 5 quả này. Sợ chát đấy. Chuột sóc ăn mất bao nhiêu. Quả chín này có lại phơi cũng được nhỉ, chặt ra phơi được hết. Lúc ngâm rượu càng ngọt. Chất lượng. Quả rươi ngọt nữa. Nuốt đi em, hạt nói không? Có, nhưng mà... Nuốt tầm 4 quả được rồi. Thôi, quả thôi. 4 quả thì gầy anh nhá. Tốn mỡ lắm. Tốn mỡ. Cái này để chín ngọt. Ngọt thật. Nuốt quả thôi. Hết rồi. Có đâu. Đúng mỗi này hả? Ừ. Chuột xong ăn hết. Quả rõ to mà nhỉ. Ăn giống này khó chịu lắm nhá. Nuốt khó chịu nhỉ. Còn béo ngọt ngon mà. Than nhiều quá. Chả làm nuốt hết. Ngày sang năm chỗ này nó mọc kín luôn nhỉ. Nó nở thì... Úi rồi ui luôn. Để chặt lấy cái nào đấy mình lấy chứ. Thì quay lại đằng sau xem có buồng nào nữa không. Này mỗi buồng này chín nhỉ. Nhiều chuối thế mà. Quay lại bóc xong rồi chặt ấy chín em chặt ở trong thôi. Bóc ra phơi riêng, phơi nguyên quả thế á. Chín này để riêng, buồng khác nó chưa chín này. Chặt hết rồi. Buồng này mà chuột sóc đã ăn thì đầy sọt luôn đấy. Sẽ nhiều. Ngọc lên chặt cái buồng ở đoạn trên. Buồng này to. Buồng này gần sọt. Buồng này chắc gần đầy sọt rồi. Thì Ngọc chặt cái gì nó đổ đến đây luôn. Dốc lắm. Ghê nhỉ, dùng này chất lượng đấy. Cũng chín rồi đấy nhỉ. Đang chín. Dụng vẫn bao nhiêu. Chín nhỉ. Ô đấy nhỉ. Chuột sóc ăn. Chuột sóc vẫn ăn. Con này mềm. Ui luôn này nhỉ. Nhìn trên kia mà còn thì mình ấy chặt ra. Gần tối rồi mà. Cố tìm đấy 1-2 buồng nữa. Nhưng còn nữa làm to to tí nữa nhỉ. Gùi dễ hơn. Gùi được nhiều. Cây thối thối kia không có à? Chết lá kìa. Biết đâu cháu có đấy. Chắc nó gần chết. Chuối đực. Chuối có đơn. Chỗ này có một con sóc đất đang ngồi chỗ này mọi người. Ngại ghê thật con này. Ngồi ngay chỗ này luôn. Tí mình im xuống, đấy tí mình xuống dưới gốc kia thật chặt nha. Nhưng mà nó còn ở cái loại đốt ngươi này nữa. Tí nó nhảy rồi chứ. Lá hàn này nữa, mình nhảy vào bắt được đâu. Tha cho nó thôi. Đoạn này được một buồng. Cũng chín ghê này. Tối rồi. Thằng nào hôm nay con sóc đất kia nó sang ăn nhỉ. Đây là con mới này. Dụng mất mấy quả chín phí thật. Lên con đậu im đây chứ. Đây, buồng đẹp. Buồng này tà bác cho. Sóc đất người chống lồm đấy mà chả làm được gì nó nhỉ. Con này cà phê. Mình nhằm quay lại vừa tìm vừa xem có quả hoa chuối nào không, lấy quay lại luôn nhỉ. Tối làm món hoa chuối nộm. Thế là được một quả hoa chuối rồi nhỉ. Rồi trời cũng gần tối rồi mọi người. Nhằm hì hục mai tối mất đi tìm cũng chả tìm được nhiều. Tạm thời cứ như thế này đã, quay lại chặt để bên trên đấy mai nắng thì khô ngay. Lực sữa chuối ăn nhầm lấy được này mọi người. Hơi ít nhỉ. Mai kia đi thì tại nơi trời cũng dùng bao nhiêu rồi. Còn có 9 này. Tiếp. Mà nhầm lấy tiếp. Rồi hết cái chỗ này là được nhỉ. Hết cái sàn này là đều. Nó mới mẻ này là đủ ngâm rượu. Cái này chuối này mà phơi khô thì cũng có cái tác dụng mà nấu nước uống là lên thuốc xoài thận. Anh em phơi khô về để ngâm để uống rượu. Chỉ bao nhiêu